Lèo vào tham gia vô tài với mình trong chương trình phá giải hạng giải phong trào. Đây là giải phong trào địa phương, giải phong trào Gia Đô Nguyễn Tiến Tuấn của đội 2. Hiện nay ban tổ chức đưa ra các yếu tố giải phía sau, đặc biệt là giải phong trào của các thanh niên địa phương là có 3 giải, một giải nhất, một giải nhì, một giải ba. Hiện nay một giải ba đã được phá xong, còn giải nhất và giải nhì. Giải nhì hiện nay Nguyễn Tiến Tuấn đội 2 xin giữ. Mời các hàng đô đã bắt lèo khẩn trương gặp ban tổ chức đăng ký để thảo phá giải nhì với đội tập. Hiện nay giải nhì trị giá 7 triệu đồng bằng hiện vật là một tủ lạnh Samsung và 1 triệu tiền mặt. Samsung 49 inch trị giá 12.500.000 đồng. Cộng 3 triệu tiền mặt nữa. Vậy một lần nữa xin mời các hàng đua của địa phương đã có lèo khẩn trương vào các ban tổ chức đăng ký để tham gia giữ giải và phá giải. Và trong chương trình giải ba mở rộng cho khi các huy của phường xã Thạch Thất loại Đỗ Đạt của Phú Thọ ra khỏi giải ba mở rộng. Hiện nay chúng tôi xin mời các hàng đô đã có lèo tham gia đua tài chúng tôi các huy trong chương trình phá giải ba giải mở rộng. Còn trong thi đấu giải vật tự do có một cổ điển giống như vật dân tộc Việt Nam là không có hòa mà chỉ có thắng và thua. Trong vật dân tộc Hội Làng, nếu thắng muốn thắng đối phương là trong quá trình thi đấu là phải thắng một cách sạch sẽ, ngửa phải ngửa hẳn, nổi phải nổi hẳn. Nếu trong quá trình thi đấu như điều lệ chúng tôi đã quy định, nếu các ho đấu trong quá trình đấu một đô vật nào mà tiêu cực quá nhiều, chúng tôi sẽ từ nhắc nhở cho đến cảnh cáo. Nhắc 3 lần nhắc nhở bằng 1 lần cảnh cáo, 3 lần cảnh cáo sẽ chốt việc thi đấu. Vâng, một lần nữa chúng tôi thông báo cho các hàng đô lưu ý về tham gia giải vật truyền thống năm 2019 xã Đồng Bố nắm được và chúng ta vào thi đấu nhiệt tình, hết mình và đúng luật. Quay lại chương trình thi đấu, chúng tôi xin mời lèo 23, mời lèo 23 đô Văn Biên của đội 2 đứng đầu lèo và Văn Huyên của Cát Quế xin theo. Mời hai đô Văn Biên và Văn Huyên vào sở. Một lần nữa chúng tôi xin thông báo quay lại chương trình thi đấu. Hiện nay ở lèo 23 sau khi Văn Huyên của đội 2 đứng đầu lèo thì Văn Huyên của các đội xin chào người hai đô Văn Huyên và Văn Huyên vào sân. Thế nào rồi? Thì các đội phản động. Hiện nay thời gian cho hạn, các hạng đô đã ở đăng ký với ban tổ chức khẩn trương thay trang phục để tham gia thi đấu được luôn. Bởi lẽ thời gian của buổi chiều hôm nay còn rất ngắn, chỉ còn một buổi chiều mai nữa thôi. Hiện nay cơ cấu giải thưởng vẫn còn gần như miệng, mới chỉ phá được một giải ba giải phong trào địa phương. Vậy một lần nữa xin mời các đồng chí trưởng đoàn huấn luyện viên của các đoàn, đặc biệt là các em vận động viên
đã dành thời gian để tham gia thi đấu khẩn trương. Đội 2 đăng ký mà gọi, chúng tôi gọi cho cô.